Báo ơi, báo à, anh em nhà báo hãy vô tới đây. Báo Suki Sachia. Đó, dòng xe này rất là hot tại thị trường chúng ta luôn, nhất là giới trẻ ha. Thì mẫu này Lam đang cho mọi người xem, nó là phiên bản chính hãng ha. Màu của nó là màu xanh ngọc nha mọi người. Cửa hàng có nhận độ màu theo yêu cầu, ví dụ mà chính hãng có màu nào á thì tư nhân sẽ có màu đó nha. Nhớ liên hệ với Lam trước là các bạn sẽ được giảm thêm 2 triệu đồng tiền xăng xe đi lại nha. Cái màu này, cái mâm của nó là mâm xanh. Mâm xanh thì nói chung là Lam cảm nhận bản thân của Lam thôi nha, không biết mọi người thế nào. Thì cái mâm xanh mà nó đi cái màu này nó sẽ không có hợp cho lắm. Mà các bạn thích thì các bạn có thể là cửa hàng sẽ hỗ trợ sơn lại cho các bạn là cái mâm ha mọi người. Đó. Thì thủ tục gấp bên Lam rất là đơn giản luôn, chỉ cần duy nhất là căn cước công dân thôi. Ngoài ra thì còn có màu đây, màu này là màu trắng cam nha mọi người. Trắng cam mâm đỏ. Thì Lam đã nói thì mâm thì các bạn có thể sơn lại được ha. Đó. Màu tại vì cái mâm bây giờ nhà sản xuất người ta sản xuất ra mấy cái mâm màu như vậy thôi, nhưng mà bản chất của Lam này Lam thấy nó là nếu mà sơn lên thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn, nên mọi người cứ yên tâm. Con này á là có gắn phụ kiện nhưng cho mọi người nè, như là ba ga nè, mặt đồng hồ nè, mà đây là mấy cái mặt đồng hồ titan nha mọi người. Rồi đây hai cái là bảng tên nè. Đó, bên đây thì có phuộc nè. Cửa hàng sẽ lên phuộc cho mọi người luôn ha. Đó, rất là đẹp ha mọi người. Kế đến sẽ là con phiên bản chính hãng tiếp, là con này là con màu iPhone. Rồi đơn giản nó là iPhone thôi, nhưng mà ra cửa Việt nó là xám tím nha mọi người. Rồi, kế đến sẽ là màu đỏ candy. Màu này thì quá là ưa chuộng rồi đúng không? Màu này Lam Kho không cần giới thiệu nữa, là mọi người cũng biết là đây là một cái màu quốc dân rồi. Màu này màu quốc dân rồi ha. Rất là đẹp ha mọi người. Kế đến sẽ là màu hồng trắng nè, màu hồng trắng. Rồi, kế đến sẽ là có thêm con này thì con Raider nha, con này Raider. Đó, màu hồng nữa nè. Màu hồng dành cho những anh chị nào thích sự dễ thương, dịu dàng. Đó. Rồi, có đến là màu xanh sữa. Màu này rất là sáng da nha mọi người, chạy xe màu này rất là sáng da ha. Và bên đây giống màu kia, màu vàng, hai cặp màu vàng luôn. Cùng là một màu nhưng mà nó khác cái tem thôi. Đã một tem thì tem của F150, còn một tem thì nó pha thêm một xíu là màu trắng vô làm con xe mình nó đổi bật hơn. Một con là Sachi, một con là Raider nha. Còn có màu xanh tím titan nữa nè, rất là đẹp luôn ha mọi người. Thì giá của Raider cửa hàng đang bán nó chỉ dao động khoảng tầm là có 44-45 triệu thôi. Còn giá của Sachi nó sẽ dao động là khoảng tầm là 46-47 triệu. Nhưng mà khi mà có liên hệ đặt lịch đó thì các bạn sẽ được giảm thêm là 2 triệu đồng tiền chi phí xong xe đi lại. Đồng thời nha, nhớ là khi có đặt lịch là các bạn sẽ được hỗ trợ như là tặng các bạn là nón bảo hiểm áo mưa, phiếu đánh bóng nano giảm 50%, phụ kiện giảm phần trăm cho mình, bảo hiểm xe máy bảo hành cho mình trong vòng 1 năm. Và khi mà các bạn mua xe tại cửa hàng thì cửa hàng sẽ có hỗ trợ tiền chi phí xăng xe đi lại các bạn nè, có hỗ trợ tiền đặt lịch nè. Trần trò chi mà không liên hệ với Kiều Lam ngay để rước dây nhiều phần quà ưu đãi nha. Xin chào mọi người.